Trong những dịp mưa bão như thế này, điều đầu tiên chúng ta nghĩ đến có lẽ đó chính là chui ngay vào nhà để tránh mưa, đúng không? Nhưng đây lại là một cơ hội tuyệt vời đối với các nhà khoa học để nghiên cứu về các hiện tượng thời tiết như là mưa, sấm sét và thậm chí là lốc xoáy. Và ngày hôm nay các em hãy cùng anh đi nghiên cứu về lốc xoáy nhé. Ôi, mưa to quá. Ôi, cái công việc của một tornado chaser đi đuổi theo những cơn bão anh thấy thực sự là nguy hiểm đấy. Hay là bây giờ nếu như mà chúng ta không trở thành một tornado chaser thì chúng ta có thể trở thành một tornado maker, tức là tạo ra một cơn lốc xoáy ở ngay trong trường quay này. Lốc xoáy mà anh hay thường thấy nhất ý là lốc xoáy trong cốc uống nước. Anh chỉ cần khuấy rất mạnh là anh đã thấy lốc xoáy rồi. Ngoài ra còn có một loại lốc xoáy nữa, đó chính là khi chúng ta xay hoa quả. Anh có rất nhiều dưa hấu ở đây để chúng ta có thể thực hiện thí nghiệm này. Đó, cái lưỡi dao ở dưới này đang xoay rất nhanh và tạo ra một cái lốc xoáy toàn là dưa hấu. Đó. Thì liệu có cách nào mà chúng ta có thể tạo ra được cái hiện tượng tương tự không nhỉ? Ở đây anh có một chai nước. Nếu chúng ta tạo một lỗ ở đây, vừa đổ nước, vừa lắc chai để tạo ra độ xoáy cho nước, để xem là có thành được lốc xoáy không nhá. Wow, thành lốc xoáy rồi. Các bạn có nhìn rõ không? Bây giờ để kết nối được hai cái chai này, anh sẽ sử dụng keo nến. Ở đây anh có một súng bắn keo nến. Nhưng trước khi đó, anh sẽ gắn thêm một chiếc vòng kim loại. Đó. Để hai chiếc chai này gắn với nhau chắc hơn, anh sẽ sử dụng băng dính đen. Wow, vậy là xong rồi. Trông nó giống như một quả tạ ấy nhỉ. Bây giờ chúng ta sẽ tạo độ xoáy trước này. Tạo độ xoáy cho nước này. Wow. Thí nghiệm rất đẹp đúng không? Và anh chắc là nếu chúng ta cho thêm màu thì còn đẹp nữa đấy. Hôm nay có một bạn trợ lý đến với trường quay của chúng ta sẽ giúp anh cho thêm màu vào trong thí nghiệm này. Bạn đó đã vượt qua vòng casting rất là kỹ lưỡng. Một buổi casting siêu vui. Rất nhiều câu hỏi hóc búa. Quá nhiều câu trả lời thú vị. Thông minh vui vẻ, thích khám phá khoa học. Mất rất nhiều thời gian để quyết định nhân vật may mắn được đến với trường quay của thử thách khoa học. Đó là bạn Tiến Đạt xuất hiện cùng với lọ màu của mình. Hai anh em cùng nhau thực hiện ý tưởng. Liệu phát kiến của anh Tiến sẽ thành công? Khuấy đều đi. Cho nước này thành màu xanh. Sẽ phải gắn hai chiếc chai này lại với nhau. Bắt đầu. Rồi, dừng lại. Ô, như cái phiên bản không có màu nhìn lại rõ. Có vẻ như với chai nước màu, lốc xoáy hiện lên không được rõ nét như với chai nước lọc bên cạnh. Wow, phiên bản có màu thì nhìn như màu nước rất đẹp, nhưng lại không quan sát được hiện tượng rõ bằng là cái phiên bản không có màu. Em thấy ra không vậy. Có màu đẹp hơn. Em thấy không? Lốc xoáy rất đẹp đúng không? Vâng. Anh ơi, đẹp thì cũng đẹp thật, nhưng mà em thấy cái này có liên quan gì đến cái tornado maker của anh không ạ? Anh thấy đây là lốc xoáy rồi mà. Em thấy bình thường thì lốc xoáy nó là các cái luồng khí mạnh ở ngoài thiên nhiên nó tạo ra chứ có phải nước đâu anh. Thực sự là cái việc làm ra một cái máy tạo ra được lốc xoáy là không khí thì khó đấy. Nhưng mà không sao, anh sẽ chấp nhận cái challenge này. Dạ. Anh có ở đây một sơ đồ mô tả lại cơ chế hoạt động của một cơn lốc xoáy thật. Cái này là do các cô chú bên khí tượng thủy văn gửi cho anh đấy. Thì cơ chế của cơn lốc xoáy như sau. Điều đầu tiên quan trọng nhất đó chính là có một dòng khí nóng. Đây em thấy có một dòng khí nóng màu đỏ di chuyển lên trên không? Khi có một dòng khí nóng bốc lên rất mạnh đó, và nó chỉ cần có một tác động ngang rất là nhỏ đó, đó một luồng gió rất nhỏ thổi ngang thì nó sẽ bắt đầu tạo dần dần thành cái lòng dòng lốc xoáy. Lốc xoáy. Vậy là hai yếu tố rất quan trọng nhá của lốc xoáy nhá. Một, đó là khí nóng bốc lên. Hai, đó là có một luồng gió thổi ngang và thế là tạo thành lốc xoáy. Hiểu cơ chế rồi đúng không? Vâng. Bây giờ thử thách của em ngày hôm nay đó là tạo cho anh một mô hình tái hiện lại lốc xoáy ngay trong trường quay này. Em đã sẵn sàng chưa? Vậy, em chấp nhận thử thách của anh ạ. Rồi, và anh cũng sẽ tham gia thử thách đấy. Anh sẽ tạo ra mô hình của riêng anh. Vâng. Rồi, sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng. Hai, bắt đầu với anh. Hai, bắt đầu.
Sau khi cùng anh Tiến tìm hiểu về cơ chế hình thành lốc xoáy, hai anh em cùng nhau bắt tay vào làm mô hình của riêng mình. Mô hình lốc xoáy đạt chuẩn cần có: khung hình hộp chữ nhật có ít nhất một mặt mica hoặc hình trong suốt, mặt trên đục lỗ để đặt quạt thông gió, nguồn tạo khói. Lưu ý, ở các cạnh của mặt đứng hình hộp chữ nhật luôn tạo một khe nhỏ đối xứng với các tấm để tạo nguồn gió tạt ngang giúp hình thành lốc xoáy. Nào, hãy cùng chờ xem hai anh em Tiến, Đạt sẽ cho chúng ta những điều thú vị gì nhé. Anh ơi, em xong rồi ạ. Xong rồi à? Đâu anh xem nào. Đây ạ, đây là mô hình của em ạ. À, thì ở đây là em có các cái lỗ nhỏ hình chữ nhật tượng trưng cho những cái luồng khí đi qua. Trên này có một cái lỗ là em sẽ để cái toa thông gió ở đây. Có lẽ chúng ta cần một ít khói nhỉ? Vâng. À, không sao, anh có khói đây rồi. Yeah, may quá. Trời. Wow. Ở đây là anh có đá khô. Bây giờ mình thử nhá. Wow. Rồi. Quạt sẵn sàng. Quạt sẵn sàng. Khói vào. Ui, nó lên này. Có luồng khói đang bị hút lên. Nhưng mà em không thấy nó bốc hơi. Không có lốc xoáy. Đang có vấn đề. Khi mà em có hai khe hở ở một bên cạnh như thế này, không khí di chuyển vào ấy thì nó sẽ là hai luồng. Đó, và nó sẽ thổi tạt cả cái lốc xoáy sang một bên. Giống như Đạt đứng ở đây nhá. Vâng ạ. Nếu như anh thổi hai bên, hai luồng gió như này, thế là anh ẩn Đạt sang một bên đúng không? Vâng ạ. Đó, lại đây, lại nhá. Nhưng nếu như anh chỉ có một luồng gió thôi thì như anh ẩn này. Em sẽ đó. Quay. Đúng rồi, liên tục. Đấy là nếu như anh có một khe. Đấy, được chưa? Hiểu chưa? Được ạ. Chóng mặt chưa? Chóng còn chóng mặt không? Chóng mặt rồi ạ. Lốc xoáy mà phải chóng mặt chứ. Được rồi, bây giờ anh sẽ cho em thêm một cơ hội nữa để cải thiện nhá. Vâng. Sẵn sàng chưa? Được ạ. Sẵn sàng. Rồi, cải thiện. Yeah. Rồi. Cầu cầy quá. Rồi, đặt lên nào. Sẵn sàng chưa? Được ạ. Đây là cơ hội cuối cùng đấy. Em vượt qua rồi. Chưa sao không lên? Chưa lên nhỉ? Em có thiếu gì không? Quên. Em còn thiếu vách này nữa. Đấy. Rồi. Các luồng khí bắt đầu bốc lên này và có luồng khí ngang cho nên là nó đang xoáy dần với tốc độ nhanh dần. Wow. Lốc xoáy bắt đầu hình thành rồi này. Ui, nó lên thật kìa. Anh ơi, cái này trông hay quá. Bây giờ đã thành lốc khí thật rồi đúng không? Chứ không phải chỉ là lốc nước như là lúc nãy nữa. Ui, trông đẹp thật đấy. Anh có một chiếc đèn pin ở đây. Em có thể dọi vào để xem, chúng ta xem có thể nhìn rõ hơn được không? Nó trông sáng hơn. Anh để tay ở đây và anh có thể thấy được là có khí đang bị hút vào này. Ô, anh ơi, hình như hết khói rồi này. Anh có một cách này để chúng ta có thể có khói liên tục. Đó là chúng ta sẽ sử dụng một cái máy tạo khói. Máy này người ta thường dùng ở các bể cá để có thể tạo ra khói liên tục. Okay. Đấy, vậy là chúng ta sẽ có khói liên tục. Ui, trông đẹp thế. Trông như cái bản đồ mà các cái cô chủ phóng viên dự báo thời tiết ý anh ạ. Nhưng mà laser này hình như có vẻ hơi khó nhìn nhỉ? Anh có một cách. Đó là chúng ta có thể sử dụng máy chiếu để chúng ta chiếu một cái tia sáng cắt ngang ra và chúng ta có thể nhìn được cái bề mặt của cơn lốc xoáy đang quay như thế nào. Ui, đây. Anh làm đi. Ok. Đó, thấy không? Ta có thể nhìn rõ ràng cái lốc xoáy đang xoáy quay tít di chuyển như nào. Anh đẹp thật đấy. Ừ. Nhưng mà lúc nãy anh cũng bảo anh có làm một mô hình mà. Thế đâu rồi anh? À, mô hình của anh à? Anh làm thì cũng xong rồi. Và bây giờ mình cùng đem mô hình của anh ra đây để xem thế nào nhá. Yeah. Ui, cái này to thế nhỉ? Đấy. Đây. Thấy mô hình của anh thế nào? Ui, đẹp không? Mô hình của anh to thật đấy. Công nhận. Đây nhá. Mô hình của anh có thể to hơn mô hình lúc nãy của em làm. Nhưng mà về cơ chế thì nó gần như là giống hệt. Với một cái quạt, đây là quạt thông khí rất lớn. Với nhiệm vụ là chúng ta giả lập một cái luồng không khí nóng đang bị hút lên. Đó. Anh sẽ không dùng những cái khe khí để làm luồng gió ngang, mà anh đã đục rất nhiều những cái lỗ con ở đây để nó có thể trở thành là gió thổi ngang. Vậy là anh tận dụng mặt trên này của cái quạt để làm cái gió ngang. Đúng rồi. Chứ khi mà hút khí lên, khí sẽ lên ở đây đúng không? Và đầu trên này của
quạt là thổi. Thì quạt thổi ra ở đây có lỗ để cho khí ra, nhưng mà khí sẽ ra không hết và một phần gió sẽ đi vào trong bốn cái ống chân này. Oh. Đó, và đi xuống đây, sau đó chui ra từ những cái lỗ nhỏ này mà anh okay. làm. Rồi, bây giờ anh sẽ lại sử dụng cái máy tạo khói ở bể cá này để thực hiện cung cấp khói cho thí nghiệm này nhá. Sẵn sàng chưa? Hãy quan sát luồng khí di chuyển nhá. Quạt bắt đầu chạy này. Bắt đầu có khí được hút lên này. Đó, chuyển lên. Không khí bắt đầu di chuyển xoắn này. Đó. Quạt này không lốc xoáy bắt đầu hình thành này. Đó, em thấy chưa? Đó, lốc xoáy bắt đầu lên rồi. Ôi. Đó. Đẹp thật đấy. Em hãy để tay vào những cái lỗ khí con này mà xem. Có gió thổi ra. Có gió đúng không? Đạt ơi, em thấy cái mô hình này thì có ưu nhược điểm gì so với mô hình lúc nãy của em? Theo em thì có ưu điểm là cái quạt nó có thể to hơn. Và anh có cái máy tạo ra khí này thì hơi nó sẽ tốt hơn cái đá khô, bởi vì nó sẽ không bị lạnh quá ấy. Thì nó sẽ hút lên được đẹp hơn. Còn ngoài ra thì cái nhược điểm là em thấy nó quá to thì đúng di rồi. Chuyển nó sẽ rất là khó. Đúng rồi, chính xác. Còn một ưu điểm nữa này, đó là chúng ta có thể chạm vào cơn lốc. Cái này mà ở ngoài đời thực thì tay em đã bị quấn đi từ lâu lắm rồi. Đúng rồi, những cơn lốc xoáy ở ngoài đời thật ý, thì nó có sức tàn phá cực kỳ khủng khiếp. Nó có thể cuốn bay nhà này, gia súc này, có thể nhấc bổng cả một con bò hay cái xe ô tô. Để xác minh độ lớn của sức gió và khu vực ảnh hưởng của lốc xoáy, người ta dùng thang độ Fujita do nhà khí tượng học Fujita Tetsuya của Đại học Chicago xây dựng lần đầu tiên vào năm 1971 và được cải tiến qua nhiều lần. Hiện nay, thang Fujita cơ bản có khoảng 6 cấp khác nhau, ký hiệu từ EF0 nhẹ nhất đến EF5 mạnh nhất. EF5 là cường độ của một lốc xoáy có sức gió từ 419 đến 512 km/h, có sức hủy diệt không thể tưởng tượng nổi. Nó có thể thổi bay những ngôi nhà được xây dựng chắc chắn, nhổ cây bật khỏi gốc và cuốn bay ô tô. EF4 là cường độ của một lốc xoáy có sức gió từ 333 đến 418 km/h, có sức mạnh hủy diệt và có thể thổi bay những ngôi nhà có nền móng yếu, cuốn bay ô tô. EF3 là cường độ của một lốc xoáy có sức gió từ 254 đến 332 km/h, gây thiệt hại nghiêm trọng, có thể thổi bay mái nhà, đổ xô tường, làm cây bật gốc và nâng ô tô khỏi mặt đất. EF2 là cường độ của một lốc xoáy có sức gió từ 181 đến 253 km/h, gây thiệt hại đáng kể, có thể thổi bay mái nhà, phá nát các ngôi nhà di động, làm bật các toa chở hàng và làm bật gốc cây lớn. EF1 là cường độ của một lốc xoáy có sức gió từ 117 đến 180 km/h, có thể gây thiệt hại trung bình, giật tung mái nhà, làm lật xe và bẻ gãy cột đèn đường. EF0 là cường độ của một lốc xoáy có sức gió từ 64 đến 116 km/h, gây thiệt hại nhẹ và ảnh hưởng của vòi rồng dạng này chỉ bẻ gãy cành cây, làm vỡ ống khói. Đạt ơi, hôm nay vậy là chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm rất nhiều mô hình mô phỏng lại lốc xoáy đúng không? Đúng đầu ạ. Tiên là chỉ là trong cốc nước này, sau đó là máy xay sinh tố này, và có lốc xoáy ở trong chai. Và Đạt và anh đã cùng chế tạo ra được máy mô phỏng lốc xoáy là không khí. Và anh xin chúc mừng Đạt. Đạt hôm nay đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cái mô hình của em, anh không ngờ là nó đơn giản đến vậy. Và chính nó đã giúp anh có thêm ý tưởng để hoàn thành được cái mô hình to này. Rất cảm ơn Đạt. Và các bạn khán giả đang xem chương trình thân mến, nếu như các bạn có thể chế tạo được một mô hình mô phỏng lốc xoáy thì đừng ngần ngại, hãy chụp ảnh và quay video lại gửi cho anh Tiến thông qua fanpage của kênh VTV7. Còn bây giờ thì thời lượng 15 phút của chương trình đã hết mất rồi. Bạn Đạt và anh Tiến xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.